ngay sau khi nhận quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép đăng cai 7 môn thi trong khuôn khổ SEA Games 31, tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng đẩy mạnh việc tu sửa và xây mới các địa điểm thi đấu như cải tạo, nâng cấp sân vận động Cẩm Phả, đưa vào vận hành trung tâm thể thao với nhà thi đấu 5.000 chỗ, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Đây là những thiết chế văn hóa đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc gia và quốc tế. Cùng với cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh, khu du lịch quốc tế Tuần Châu và khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử sẽ diễn ra các môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31. Hiện nay là các công tác đầu tư về cơ sở vật chất đã được chuẩn bị khá là chú đáo. Qua đánh giá của đoàn làm việc của Bộ thì về là thấy an tâm và hài lòng về công tác chuẩn bị của Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã thành lập các tiểu ban, 7 tiểu ban, từ công tác hậu cần, trang trí khánh tiết, các tiểu ban chuyên môn, an ninh trật tự, giao thông, vân vân, để phục vụ chú đáo cho SEA Games. Là một trong 12 địa phương đồng đăng cai SEA Games 31, Quảng Ninh là địa phương tổ chức số môn thể thao nhiều thứ hai chỉ sau đơn vị chủ nhà Hà Nội, với 7 trên 40 môn thể thao chính thức của đại hội, bao gồm cheerleading và dualong, 3 môn phối hợp tại Tuần Châu, bóng đá nữ tại sân vận động Cẩm Phả, bóng chuyền trong nhà tại nhà thi đấu 5.000 chỗ tỉnh, bóng chuyền bãi biển tại Tuần Châu, bóng ném bãi biển ở Tuần Châu, cờ tướng tại khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, cờ vua tại cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh. Đến nay, các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành. Quảng Ninh cũng được đánh giá là một trong những địa phương có công tác chuẩn bị phục vụ SEA Games 31 tốt nhất trong cả nước. Cho đến thời điểm hiện nay, SEA Games thì còn có khoảng 3 tháng. Thì công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất của Quảng Ninh hiện nay đang rất là tích cực và về cơ bản đã hoàn thành các cái nội dung chính của mình và có điều chỉnh từ nay cho đến lúc mà chúng ta tổ chức một vài cái nội dung liên quan đến cái nội dung về cơ sở vật chất. Và cái đặc biệt hơn ấy là Quảng Ninh thì có khu du lịch Tuần Châu, một trong những cái địa điểm mà chúng tôi nghĩ rằng đấy cũng như là chúng ta đặt một cái địa điểm như là làng SEA Games thứ hai của Việt Nam sau Hà Nội. Bởi vì số lượng các cái môn thi cũng như là khu vực mà chuẩn bị cho vận động viên, các quan chức trọng tài của các cái môn thi ở trong đó thì cái điều kiện rất là tốt. Và của Tuần Châu thì cũng đã từng tổ chức nhiều cái sự kiện thể thao lớn của quốc tế, do vậy là cái điều kiện về cơ sở vật chất cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức của tỉnh Quảng Ninh nói chung và Tuần Châu nói riêng tôi cho rất là sẽ đảm bảo tốt. Việc đăng cai tổ chức các môn thi đấu SEA Games sẽ là điều kiện, cơ hội thuận lợi để tỉnh Quảng Ninh quảng bá, giới thiệu, ghi điểm về hình ảnh vùng đất, con người, các giá trị văn hóa địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó lan tỏa sự hấp dẫn, đặc sắc về cảnh quan và sự mến khách thân thiện của con người, điểm đến Quảng Ninh với đông đảo vận động viên, huấn luyện viên, du khách, góp phần vào việc phát triển ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh.